Hello, xin chào mọi người. Rất là nhiều bạn đang bị cái vấn đề mồ hôi hay là những vấn đề về hôi nách đúng không ạ? Và cái sản phẩm mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người để mà kiểm soát mồ hôi cũng như là giảm cái tình trạng mà hôi nách, đó chính là cái sản phẩm Ession của các bạn biết rồi đúng không ạ? Nu Skin. Sản phẩm này nó quá là nổi tiếng rồi. Tuy nhiên thì mình muốn giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm mẫu mới của sản phẩm lan khử mùi Ession. Và cái sản phẩm này thì mọi người thấy là trước thì mẫu cũ ấy thì nó sẽ là nó là thiên về màu trắng đúng không ạ? Màu trắng và nó chỉ có vài chữ màu vàng thôi. Đấy, còn mẫu mới này thì mọi người thấy là cái chai nó khác hẳn và cái nắp này nó màu vàng. Đây là mẫu mới. Cái sản phẩm này thì mọi người biết là nó quá nhiều cái hàng nhái trên thị trường. Và chắc chắn rồi, trong những video khác thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phân biệt nhé. Mọi người hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Đó, thì trong tuần tới thì mình tuần tầm 2 tuần nữa thì mình sẽ ra video để hướng dẫn các bạn phân biệt cái sản phẩm SEO này. Thì mọi người biết rồi, cái sản phẩm Ession là một trong những loại mà nó khử mùi rất là hiệu quả luôn và cực kỳ là giảm cái mồ hôi rất là tốt đấy. Các bạn biết là khi mà cái mùi cơ thể ấy, khi mà kết hợp từ mồ hôi của chúng ta đấy, những bạn nào mà ví dụ tuyến mồ hôi nó hoạt động mạnh này, nó là còn do ở bên trong nữa nha mọi người, rất là nhiều các cái dây thần kinh các thứ là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà chúng ta tiết mồ hôi đó, nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm. Cái này các bạn thấy là để mà chúng ta giải phẫu ra chúng ta rất là khó nói. Và cái sản phẩm và cái mồ hôi khi mà nó càng ra nhiều, nó kết hợp với vi khuẩn nữa thì nó chính là cái nguyên nhân mà làm ra mùi. Đó, mùi cơ thể chúng ta thấy là mùi nặng, mùi nhẹ khác nhau. Đó, có rất là nhiều bạn mùa hè các bạn thấy là càng ra mồ hôi thì mùi càng nhiều. Bởi vì mồ hôi bao nhiêu kết hợp với vi khuẩn bấy nhiêu thì nó làm cho chúng ta là cái mùi nó khó chịu bấy nhiêu. Nhất là những bạn mà thường xuyên ăn những cái loại mà nó nặng mùi, ví dụ như là hành, tỏi, ớt các thứ ấy, thì nó càng mùi nó càng nặng. Đấy, mình khuyên các bạn là những bạn mà đang bị mùi nhiều thì bạn giảm những cái đồ mà nó làm cho chúng ta là có mùi nhiều hơn, ví dụ như là tỏi này, rồi là hành, đó là những cái thực phẩm mà các bạn thấy là chúng ta nên tránh bớt đi, bởi vì nó là gây nguyên nhân mà cũng là khiến là cái mùi nó rất là nhiều. Đấy, cái vi khuẩn mọi người biết là cái vi khuẩn nó chính là cái yếu tố mà nó kết hợp với mồ hôi gây ra cái mùi nặng trên cơ thể. Như vậy là cái cách mà để chúng ta giảm cái mùi chính là diệt được cái vi khuẩn đi. Thì cái sản phẩm Ession này nó chính là cái sản phẩm mà để chúng ta kháng khuẩn tốt. Đấy, nó kháng khuẩn tốt nha mọi người. Chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, nó sẽ điều tiết lượng mồ hôi suốt 24 giờ luôn. Các bạn sẽ cảm thấy là cái vùng của chúng ta nó được khô thoáng, ráo và cảm giác như là chúng ta thấy là dễ chịu hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta không sử dụng. Đó, không sử dụng các bạn thấy là rất là nhễ nhại khi mà chúng ta thấy là mồ hôi nó túa ra, nhất là ở dưới cái vùng cánh tay, bạn thấy là rất là nhiều luôn. Đấy, khi mà mùa hè như vậy chúng ta mặc quần áo cũng rất là ngại đúng không ạ? Và nó cái mùi nó ra thì không thể giấu được rồi. Cái sản phẩm Ession này thì bạn sẽ thấy là nó ngăn chặn cái tình trạng này, bởi vì nó sẽ là khử mùi, kháng khuẩn, ức chế sự hình thành và phát triển của vi khuẩn gây mùi. Đó, đấy, cái cơ chế của nó là như vậy nha mọi người. Lan khử mùi Ession này thì mọi người thấy là nó chứa chiết xuất từ thiên nhiên, chứa các vitamin E, C, yếu tố vi lượng giúp nuôi dưỡng vùng da. Đấy, giúp cho da da vừa sáng vừa phục hồi da, giúp se kít lỗ chân lông. Đấy, nên là mọi người thấy là sử dụng là chúng ta thấy là trắng hơn rất là nhiều. Đấy, bởi vì cái này nó các bạn thấy là tên của nó chính là Ession Whitening. Đấy, chính là làm cho chúng ta là da ở vùng dưới là nó trắng sáng hơn đấy ạ. Sản phẩm này cao cấp thì nó sẽ không làm ố vàng giống như những cái loại mà chúng ta sử dụng là nó hay bị ố vàng ở dưới vùng nách đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ không gây cái cảm giác khó chịu như là bị ố vàng đâu ạ. Sản phẩm này thì chiết xuất từ thảo mộc nên là không chứa cồn, không kích ứng da và không gây khô da, nên là tất cả các bạn đều có thể sử dụng được cái sản phẩm Ession này nhé. Sản phẩm này thì các bạn thấy là nó là sản phẩm uy tín được nhập khẩu từ Mỹ rồi. Đó, sản phẩm của tập đoàn Nu Skin, rất là nhiều những sản phẩm của Nu Skin nổi tiếng đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy là kem đánh răng hay là các thứ là thấy là tập đoàn Nu Skin nó tra dò ra rất là nhiều sản phẩm nổi tiếng ở Việt Nam. Đấy, và sản phẩm này thì mẫu mới này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là 75ml và tùy vào mà chúng ta sử dụng thì các bạn sẽ thấy là có người nhanh chậm khác nhau. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc ra xem coi là các bạn thấy là cái mùi nó có thật sự là dễ chịu không nhá. Cái mùi thì mình thấy là về cơ bản thì mình thấy là cái mùi này thì nó sẽ thơm hơn so với cái mẫu cũ. Đấy, cảm giác như là mình đang sử dụng nước hoa ấy mọi người. Đấy, mùi nó rất là thơm. Rất là thơm nha mọi người. Đấy. Đấy, bạn nào mà muốn gọi là để mà nói là cái sản phẩm này nó chữa thiên về chữa bệnh về hôi nách thì mình thấy là
nó thực sự là để mà chữa thì nó cũng rất là khó đấy, và cái này nó sẽ giúp cho bạn là trắng sáng này, rồi là kiềm chế cái mùi này đấy, và khô thoáng suốt 24 giờ đấy, tránh được cái mùi cũng như là kiềm chế được cái mồ hôi đi. Chứ còn để mà nói chữa được cái bệnh hôi nách thì mình thấy là cái sản phẩm nó không thiên nhiều về vấn đề chữa, mà nó sẽ là giúp cho các bạn giảm dần đi. Nên là bạn nào nếu mà đang bị yết hay là tự dưng mà dậy thì xong mà thấy cơ thể có mùi thì bạn thường xuyên sử dụng đi, để nó các bạn thấy là nó sẽ đỡ hơn, nó tránh hơn và nó phòng ngừa cho bạn luôn, hoặc là các bạn có thể chữa được luôn. Chứ còn nếu mà bạn nào mà bị quá nặng, bị lâu năm rồi thì cái sản phẩm này thực sự là nó không phải là những sản phẩm nó thiên nhiều về chữa bệnh đấy. Để mà chữa bệnh về hôi nách ấy, thì mọi người thấy là nó cũng rất là khó, nó không phải hề đơn giản một tí nào cả. Và cái này thì mình cũng sẽ có những cái sản phẩm để nó thiên về chữa bệnh thì nó mình sẽ tư vấn kỹ càng hơn đó. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhé. Đấy, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho mình. Đấy, số điện thoại của mình là 0985 328 298. Ok, xin chào cả nhà.